Ngày mai là sinh nhật của mình rồi, mình sẽ viết thiệp để mời các bạn đến dự. Mình hóng mãi cuối cùng thì cũng đến sinh nhật của mình rồi. Đầu tiên thì mình sẽ viết thiệp để mời bạn Hùng đi. Tớ rất hy vọng bạn sẽ đến, tại vì tớ muốn chúng ta cùng thổi nến. Chắc là bạn ấy sẽ đến thôi, bạn thân mà. Thế là làm gì đây? Chào Hùng. Làm gì À, đây? tớ đang viết cái thiệp với Ôi bà. giời giời, viết thiệp mà bạn Hằng vẫn chưa đến à? Chưa, Lâu thế nhở? chắc là Sắp vào bạn ấy học bận. rồi đấy còn gì nữa. Ô, Hằng đấy à? À, Đi đâu vào muộn thế? tại vì tớ không thích ngồi với người nghèo nên là lâu lâu tớ mới vào thôi. Trời ơi, ngồi đâu chả được. Này, cho tớ mượn cái bút một tí. Đấy, bút của bạn đấy. À này, Hùng ơi, Ừ. mai là sinh nhật của tớ đấy. Đó. Cho tớ gửi thiệp nha. Sinh nhật bạn à? À, Cái gì mà nhanh thế? Tớ tưởng là vừa này, mới sinh nhật xong mà. ngồi bên đây là tớ cũng đưa. Đến thì đến, không đến thì thôi. Để tớ À, xem nào. thiệp đẹp Ôi thế. giả, thiệp đẹp thật đấy. À, Hùng, ngày mai là ngày đẹp trời, ngày mà 15 năm trước có một thiên thần ra đời. Mời bạn đến nhà tớ để chung vui sinh nhật với gia đình tớ nhá. Ơi, tớ cảm ơn. Ngày mai tớ sẽ chuẩn bị quà đến cho bạn. Để cái thiệp cho cũng đẹp. Thôi, bạn đến là vui rồi, chứ không cần quà cáp gì đâu. Trời. Này, có cái phong bì ở bên trong rồi Ấy thế à? đấy. Gửi cả phong bì luôn à? Ô, cái này để cái gì? Rồi, Cái này đúng là là nhà nghèo. mình để tiền vào đây. Chả biết cái gì. Ôi. Đi sinh nhật mà phải tiền quá. Thì bây Tôi giờ tưởng là tặng mấy cái bút thôi là được. Bây giờ người ta không đi tặng quà rồi, toàn tặng lì À, xì nhìn bạn thôi. hàng bạn biết là tớ đây này. Đia Tuyết, ngày mai là sinh nhật tớ. Nếu bạn chưa biết sinh nhật nhà giàu như thế nào thì mai đến nhà tớ nha. Ừ, sinh nhật tôi tưởng sinh nhật nhà giàu nhà nghèo giống nhau mà. Này, nếu mà mai rảnh thì đến, còn không thì thôi, tớ cũng mời cho có lệ thôi. Ừ. Này, tớ bảo, thực ra ngày mai á cũng là sinh nhật của tớ đấy. Cái Cái gì? Mai sinh nhật bạn nữa? Ừ, Nên là tớ có viết thiệp để mời các bạn đến dự nè. Cái này là thiệp của bạn Hằng. thiệp cái gì đấy? Thiệp Eo ơi, mời mà. đây là tờ giấy mà, tờ A4 xong rồi viết ra xong rồi xé hả? Thì đây là thiệp của bạn Hùng Đây nè. à? Tôi nghĩ là chỉ cần viết để thông báo mời các bạn đấy là được rồi. Với cả mấy cái thiệp đẹp như thế này á, đọc xong mà bỏ đi thì cũng phí. Ủa, hai bạn sinh nhật cùng ngày luôn à? Tôi Cùng không biết ngày, luôn á. cùng nhật, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn. Hay là Giá hai chị như em sinh thế là đôi đây? nào, sinh đôi gì với bạn ấy? Khiếp, sinh đôi. Nhà thì nghèo rất mùng tơi, còn sinh Thế, đôi thế gì với thôi tớ. nhá. Bây giờ như thế này. Thế mai hai bạn tổ chức mấy giờ đây? Hả? Ngày mai á, tớ Đến sinh nhật của tớ trước, xong rồi mới đến sinh nhật của bạn ấy. Này, hay là mình tổ chức chung đi. Tổ chức chung á, bạn nghĩ sao? Cái đồ nhà nghèo như bạn á, có góp được giống như của tớ không mà tổ chức chung? Thì tớ sẽ góp một ít, nhà tớ có cái gì tớ mang sang hết Thế luôn. thôi 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 của ai thì người đấy tự tổ chức, không á là mất mặt của tớ đấy. Thôi, thế sinh nhật bạn Hằng trước cũng được, vì nhà bạn Hằng gần hơn mà. Thế thì mai sinh nhật bạn Hàng xong, xong qua nhà tớ các bạn nhớ đến nhá. Ok. Biết thế, đến thì ấy. Nhớ chuẩn bị nhiều đồ với nhá. Tớ có chuẩn bị mà. Ok. Mình phải trang trí một cái bảng sinh nhật mới được. Tuy mẹ không mua đồ trang trí cho mình, nhưng mình có thể tự trang trí được mà. Mình sẽ vẽ cái gì đây nhở? Sinh nhật thì thường là có bóng bay này. À, rồi chữ Happy Birthday nữa. Xong, chữ Happy Birthday rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm một chùm bóng ở bên này nữa. À, vẽ thêm một chùm bóng ở đây nữa nè, để cho giống sinh nhật chứ. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, bây giờ mình chỉ việc cắm nến ở lên đây. Bạn ơi, Hằng, tớ đến rồi Hùng, đây. đến rồi đấy à. Ừ. Thế này, Hằng ơi Hằng, hôm nay là sinh nhật của bạn, tớ có món quà nhỏ tặng bạn này. Ây da, cũng biết tặng quà cơ à, đâu xem nào. Đây, chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Cái gì đấy? Cái này á, cái này là sổ sticker đấy. Eo ơi, sổ sticker. Cái này nhiều hình lắm, phải Đúng đến đấy, mấy nhiều hình hình đẹp hình. mà. Đẹp không, Này, đẹp không? lớn rồi đi sinh nhật ra mà để sinh nhật nhà giàu nữa, còn tặng mỗi cái sổ sticker này. Thôi, cầm lấy đi, tớ không cần đâu. Đây, đây Sao là thế? quà của tớ Bạn đây lấy này. đi Đấy, mà. quà của tớ đây. Thế, tớ Đấy. cảm ơn Hùng Ừ, nha. có gì đâu. Cầm lấy, dù gì á, tí nữa cũng sinh nhật bạn mà. Thôi, coi như là quà tớ tặng bạn ấy. Cầm lấy, tí nữa coi như tớ không cần phải tặng gì. Này, bạn không thích hình gấu râu à? Hay để tớ đổi hình khác? Nói chung là những cái quà ít tiền tớ không thích. Cái này Ui, thì...
Hùng ơi, có tặng gì đây? Đây, wow. Tớ tặng cho bạn cái vòng vàng đây. Trời ơi, bạn đây. Hùng. Đeo thử đi xem mà vừa không. Này, to thế này chắc là mấy chỉ nhỉ? Ui giời, có gần cây thôi. Đeo cho tớ. Đây, tặng vàng luôn á, đi sinh nhật mà tặng quà to thế á. Đó. Ừ, sao lại đi sinh nhật nhà giàu á thì cũng phải mang cái món quà nào cho tương xứng chứ. Ai mang cái sổ sticker, cái này chắc 2.000 đúng không? Đấy, được rồi đấy, bạn xem nào. 3.500. Đấy. Đẹp nhờ. Đẹp không? Đừng có sờ vào. Ừ. Đẹp thế. Uầy, hôm nay bạn cũng chuẩn bị nhiều bánh kẹo ấy. Wow. Mà tớ nhìn đây toàn đồ mới mới đây. Bạn Hùng ơi, như này, hộp kẹo hình trái tim này. Ồ, đầy kẹo đẹp luôn. Đẹp quá, bánh kem to thế. Cảm ơn hai bạn nha. Ừ. Dù gì hôm nay là sinh nhật của tớ. Nói chung bạn Hùng có món quà này tớ thích rồi. Còn có bạn gì đâu. Thôi, coi như là bố thí vậy. Để khi nào tớ tặng bạn món quà to hơn nhá. Hùng ơi, Hùng chẳng như biết này, đến bao giờ. Bạn ấy còn trang trí cả đằng sau nữa luôn kìa. Trang trí ở trong cái chòi này thích thật đấy. Tớ nhà tớ cũng đang chuẩn bị làm cái này rồi. Thì yeah, khi nào mình ra mình nghỉ mát thôi. Mới lại thì có lúc đấy cho tớ qua chơi về nhá. Ok. Này các bạn, bây giờ thổi nến xong rồi hát chúc mừng sinh nhật tớ đi. Ok. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Ơ không ai thắp nến à? Tớ quên mất rồi. Tớ lại không có bật lửa rồi. Thôi tớ nghĩ là bạn cứ ước đi. Ước như thế thôi cũng được mà. Ừ. Đẹp nhở, bánh kem đẹp thế. Tớ sẽ bỏ nó. Ơ xịn. Thì ai bỏ đấy? Có mây lửa đâu mà thổi với bạn. Bạn cứ thổi, thổi đi, nó đang cháy ở đây. Đây. Tớ thổi ké mà cá nhá. Nào, sinh nhật của tớ mà. Đợi sinh nhật của bạn thì bạn thổi đi. Thôi thôi được rồi, bỏ bánh kem ra đi. Đây còn bánh kẹo đầy đây này. Chúc chưa? Chúc rồi. Tôi chúc bạn này sinh nhật vui vẻ này, ngày càng xinh đẹp này, học giỏi này. Ok rồi. Chưa? Được. Tớ chúc bạn Hằng luôn học tập thật là tốt này, và mãi là bạn thân của tớ nhá. Trời, thân này nấy lò. Đâu? Thôi, này, ăn đi. À, tớ bảo này, lúc tối tớ đã đi mua này, cái này là mà gì nhở? Bim bim cay nhất thế giới luôn. Cay nhất thế giới á? Ôi tớ chưa được ăn thử bao giờ. Chưa ăn thử thì đây. Ôi để tớ xem miếng nào. Nè, ăn đi ăn đi. Cái cảm giác kìa. Nhìn nó cứ màu kiểu thế này. Bạn chắc không ăn được đâu đúng không? Cái này á cay cực luôn. Cho tớ ăn thử một miếng đi. Tớ đây cay bình thường mà hay là miếng đầu tiên thì chưa cay. Mình phải ăn nhiều thì mới cay. Cho tớ một miếng. Này. Cái này ai còn phải ăn chục cái gói này thì nó mới cay được. Này tớ bảo này, mời lịch sự thế thôi mà cũng đến thật ý. Thôi, bạn bảo ai á? Bạn ấy đến rồi thì cứ ngồi ăn thôi, đằng nào mình mua rồi. Chả bảo ai. Này thôi, ăn ấy đi, ăn bánh kem này. Ok. Này. Đây là bánh gấu à? Bánh mỡ gấu rồi mà cái thìa này. Ăn cái okay. Này được không? Ăn cái này được không? Một cái này nhá, tớ chưa được ăn bao giờ á. Đây là bánh que. Trời ơi. Bánh que dâu tây. Ăn đi. Này. Bạn đấy nhìn mấy cái món này chắc là thích lắm. Chưa được ăn bao giờ mà. Thì nhà bạn đấy cũng không có điều kiện như nhà bạn nên là không xin mua thôi. Này để xem bạn nghĩ tí nữa sinh nhật nhà bạn ấy có gì. Tớ bắt cái này nhá. Thì bóc đi. Rồi. Này ăn bánh kem với tớ đi. Bánh kem đầu bếp nổi tiếng làm đây. Để cho tớ một miếng ơi. Cho tớ ăn ơi. Nói đến đầu bếp nổi tiếng cái là ăn luôn. Ăn đi. Mời không lại bảo à, đến sinh nhật của tớ lại không được ăn bánh kem. Tớ bỏ cái này ra nhá. Bỏ đi. Ôi. Cho tớ cái ô đấy đi Hùng để tớ mang về. Có bạn luôn. Đẹp quá. Như này, tớ hạ ô nhạ. Mình đây này. Này, có gì lạ hả? Cái bánh này của bạn ngon thật đấy. Ăn mấy cái này nữa không? Ăn nữa không? Okay. Có. Đây, tớ ăn cái này đi. Thơm lắm, vị dâu luôn. Đâu à? Tớ một cái. Đó. Sao nghe bạn phải... Mỗi gói kẹo mình phải ăn thử một cái. Này. Uống nước uống đi. Kẹo này nữa này. Ngon thế. Bạn không ăn à? Để uống nước nhá. Cái này mùi thơm thật đấy, mùi dâu luôn. Này, mà nhỏ. Mát ăn bạc hà luôn ấy. Tớ lấy về được không? Uống thì uống, lấy về làm cái gì? Lấy về nhà tớ mới uống. Đây để tớ xem này. Ui, ở trong này có trúng thưởng sao này? Đó. À không phải ấy. Tớ không mua hàng khuyến mãi, không mua hàng trúng thưởng đâu mà xem. Đây, ui, bánh gấu ăn đẹp luôn nha. Kiếp, bảo bánh đầu bếp nổi tiếng làm cái xúc liên tầng. Này, một mình ăn hết nửa cái rồi đây này. Tại tớ thấy ngon mà. Sinh nhật của tớ mà, sinh nhật của bạn đâu mà ăn như là nhân vật chính ấy. Tớ xin lỗi, thế thôi tớ không ăn bánh kem nữa.
Này 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 này, ăn đi ăn đi. Đã xúc rồi còn cho bảo. Hùng ơi, này sao cái bạn tuyết này ăn nhiều thế? Thôi, thì tớ đã bảo rồi nha, bạn ấy không có điều kiện thì bạn ấy cứ cho bạn ấy ăn nhiều đi có gì đâu. Ôi, tớ không thích. Bánh này, cô hình luôn này, đẹp thế. Hình đâu, gấu đâu, đây, đâu? Đây. Ấy, đẹp nhá. Đây này, cái nào cũng có hình gấu luôn. Bánh tuyết này cho bạn một cái này. Đến nào. Thôi cho một cái được sao đâu, đây. Đấy, hình gấu luôn nhá. Ý đúc luôn. Để bên này đi, không để bên này á, bạn ấy ăn hết đi. Ngon. Ồ, trong này như có sô-cô-la sao bạn hàng ạ? Sô-cô-la đâu? Có siro đây. Siro à? Ngon lắm luôn đó. Ăn mềm mềm. Ngon. Này, này, bạn Hùng về mà chuẩn bị sinh nhật của bạn đi. Tí nữa tớ với bạn Hùng đến ngày hôm nay. Tớ chuẩn bị xong hết cả rồi. Bây giờ chỉ cần hai bạn qua là ăn thôi. Thế á? Này, thế mình đi sang sinh nhật bạn Tuyết luôn đấy. Để ăn đây đã. Giời ơi, ăn gì nữa. Này. Bạn làm như kiểu là nhà mình cũng không có gì đi. Thế thôi, đi sang đấy vậy. Hay là mình mang cả cái này qua bên nhà tớ cũng được mà. Mang cái gì? Đây là đồ của sinh nhật tớ. Thì ý tớ bảo là nếu mà mình không ăn hết, mình mang qua bên nhà tớ cũng được. Tớ cũng được mà thấy được mà mang thì gọn được. Bạn ấy mời sinh nhật thì phải tự mà tổ chuẩn bị đi chứ. Thôi bạn Tuyết à, ở bên nhà bạn có cái gì bạn tớ ăn cái đấy là được, không cần phải cọc kỳ nhiều đâu. Thế hai bạn đi qua nhà tớ đi, nhà tớ có đồ đấy. Ok, thế bạn cứ về trước, chuẩn bị trước đi nhá. Về chuẩn bị đi. Thôi tớ sang luôn đấy. Này, thôi cái này tớ tặng rồi tớ. Không cần. Không cần đấy. Thế tớ về trước thì hai bạn đi qua nhá Hằng nhá. Ok. Đây rồi, mình đã chuẩn bị một hộp bánh xịn sò, tí nữa các bạn chắc sẽ bất ngờ lắm đây. Ơi, đến rồi à, mời vào. Chào Hùng. Chào bạn nhá. Ơ, Hằng đâu? Hằng đang chạy sau đâu ý, thế à? Làm gì ấy. Đây. Chào Hằng. Trời ơi, này, sinh nhật ở đây cơ á? Ừ, tớ tổ chức ở đây này. Nắng ơi. Hơi nắng một chút rồi không sao. Trong nhà tớ kiểu là hơi chật, xong đó là cũng không được sáng nữa, nên là thôi mình ngồi ngoài cho mát nhá. Mùi gì ý? Mùi gì đâu? Mùi gì đâu, thế là mùi không khí mà. Đây, món quà tớ tặng cho bạn đây này. Tớ cảm ơn Hùng nha. Có gì đâu. Đây, quà đẹp thế. Tớ mở luôn rồi hả? Mở đi. Rồi. Trời ơi, sao bạn tặng tớ cái vòng ngọc trai luôn? Cái gì vậy? Hùng, à? Sao bạn tặng cái vòng ngọc trai đắt tiền thế này? Trời, có gì đâu. Hai cái vòng này với vòng của bạn là bằng tiền nhau, thế tớ mua cùng luôn. Tớ không muốn mua cùng cả vàng cả ngọc, thế là mua mỗi cái. Này nha, bạn ấy không xứng để được đeo cái vòng này. Thôi tớ không đòi đâu, cái vòng này đắt lắm. Thôi, đây là món quà tớ tặng các bạn mà, cứ đeo đi không phải sợ. Trời, đúng rồi, trả đi. Không nghe, nói làm sao mà xứng được. Thôi, bạn cứ đeo vào đi, đeo vào đi. Nếu mà không đeo thì bạn cất vào đây, bạn cất đi là được. Nhưng mà nó đắt lắm đấy. Đắt gì đâu, tớ cũng bình thường mà. Đây món quà tớ tặng cho hai bạn mà. Trời ơi, cảm ơn nhá. Đúng là mặt dày mới đeo vào. Nói thế mà cũng đeo được. Bạn Hùng tặng tớ mà. Hùng ơi, thôi, tớ trả này, tớ không lời đâu. Nó đắt tiền lắm, tớ trả đấy. Đây là món quà tớ tặng cho bạn rồi. Đắt thì là cũng tớ mua cho bạn rồi gì nữa. Không, bạn cứ giữ đấy đi. Cứ đeo hôm nay đi, hôm sau bạn cất đi đâu cũng được. Thế này thì cả ai đó một năm sinh nhật 12 lần để lấy quà của người khác. Ôi giời, có một lần thôi, tớ lấy đâu nhiều tiền mà tặng cho hai bạn như thế. À này, hai bạn ơi, nhìn này, tên tên tên. Đấy, đây là cái bảng tớ trang trí sinh nhật đó. Đây là bảng trang trí sinh nhật nè. Nhìn này, cái này. Trời ơi, bé tí bằng cái mắt mũi thế này mà. Người ta trang trí, người ta phải làm cái background to đằng sau ấy. Trang trí thế này cũng trang trí. Cái này là trang trí ở cái bảng đi học luôn mà. Đẹp không? Happy birthday nhá. Cái này tôi nghĩ là trang trí xong rồi. Hôm nay mà xong cái này xóa đi rồi cho trang trí tiếp. Sau đấy là khi nào tớ 16 tuổi tớ xóa số 5 này đi, tớ ghi số 6 vào. Với tội là hơi bé thôi, lần sau làm cái bảng to đi. Này, ở đây có hai cái quả bóng ở đây, các bạn nhìn thấy không? Mà sinh nhật bạn có cái gì ăn không đây? Có chưa? Sinh nhật thì sinh nhật nhanh nhanh lên. Bánh kem đâu, thổi đi nào. Bánh kem á? Tớ không có bánh kem. À đây đây đây, đó có bánh kem, nhưng ta có cái này. Sinh nhật không có bánh kem mà cũng mời đến ăn sinh nhật như đúng rồi. Tôi có bánh mà. Đây này, đây này. Ôi, không có bánh kem được. Tên tên tên, bất ngờ. Ôi, chưa. Đây kẹo luôn. Cái gì mà kẹo mà mỗi loại một ấy thế này. À, cái kẹo này là kẹo từ Tết nhà tớ đây. Tớ bỏ hết ra luôn. Kẹo từ Tết. Thế là cái sinh nhật này không mất một đồng nào hết. Lại còn được tặng quà tận ba mấy triệu. Ôi trời ơi, nhưng mà sao người nghèo có thể khôn như thế được. Bánh kẹo này thì nhà tớ cũng phải để dành để sinh nhật tớ chứ không dám ăn đâu. Ôi trời ơi,
Lần đầu tiên tôi biết suy nghĩ của người nghèo. May mà mình không tặng quà đấy. Sao bạn lại nói như thế? Chúng ta sinh nhật không có gì thì cũng có bánh rồi các bạn rồi mà. Vậy tôi cũng trang trí cả cái này sinh nhật còn gì nữa. Ê ơi, trang trí cái này á, cái đứa trẻ con mầm non nó cũng biết làm được. Ôi trời, cái này có cái gì đâu. Xóa cái là hết ngay này. Sao bạn lại xóa rồi của tôi đi? Bạn Hằng, hãy xóa đi thế. Đó là bạn Tuyết cũng mất công vẽ rồi gì nữa. Vẽ cái này có cái gì đâu. Thôi rồi, có gì ăn đấy đi. Đây ăn này, cái gì? Ăn cái mấy cái này á, ăn cái gì mà ăn. Trời ơi, mấy kẹo này á, từ Tết đến giờ á, khéo hết hạn rồi. Này, Hằng, đừng có mà ăn vào á, đau bụng ấy. Bạn Hằng không được như thế nhá. Bạn Tuyết, nhà bạn Tuyết không có điều kiện, nhưng mà nhà bạn có điều kiện, nhưng mà bạn đã giúp đỡ bạn Tuyết thế nào chưa? Mà suốt ngày bạn cứ chê bai bạn ấy như thế. Thì tớ thấy không xứng với tớ, không xứng học lớp với tớ nên là tớ nói thế thôi. Ví dụ nếu mà nhà tớ nghèo, tớ không có tiền thì bạn cũng không chơi phải không? Ừ. Thế rồi, thế từ mai tớ sẽ không chơi với bạn nữa. Nhưng mà đến ngày gì bạn mời tớ không qua nữa. Đấy là giả vờ thôi. Không có giả vờ gì hết. Đây này, bạn nhìn này, nếu mà tớ nghèo như bạn Tuyết thì bạn cũng như thế thôi, cũng đối xử với tớ như thế. Trời. Tớ bảo rồi, đừng coi thường người khác. Sau này mà bạn Tuyết bạn mà giàu lên ý, giàu hơn bạn ý, bạn cũng coi thường lại bạn ấy. Không, tớ không bao giờ tớ coi thường ai hết. Tại vì là tớ nghĩ rằng cho dù giàu hay nghèo á, có những người bạn là chân quý rồi. Còn nếu mà bạn Hằng không muốn chơi với tớ nữa thì thôi. Đấy chứ. Xin lỗi, tại vì tớ đã là bạn của bạn này. Đấy. Tớ mời bạn đến nhưng mà nhà tớ là có gì. Mấy lần bạn đi học á. Đây là tất cả những gì nhà tớ có rồi, tớ để cho các bạn rồi đấy. Có mới hai cái bánh em tớ đòi ăn là con chả dám cho ăn á. Thế mấy lần mà bạn đi học mà bị ngã xe, thế ai ra đỡ bạn trước? Chỉ có bạn Tuyết, bạn ấy chạy ra sớm nhất là đỡ bạn dậy. Thế mà bây giờ bạn lại đối xử với bạn Tuyết như thế. Bạn như thế tớ sẽ không chơi với bạn nữa. Tớ cũng không dám chơi với bạn Hằng nữa đâu. Suốt ngày đi coi thường người khác như thế. Thế hai bạn không chơi với tớ thì bạn Hùng chơi với tớ đi. Không, thế bây giờ tớ, nhà tớ cũng không phải là giàu mà cũng không phải là nghèo, cũng bình thường, nhưng mà tớ vẫn chơi với bạn Tuyết như bình thường. Thế mà bạn, nhà bạn có tí tiền cái là bạn lại chê này chê kia. Thế sau ra ngoài này thì ai chơi với bạn được. Thôi tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi Hùng. Bạn xin lỗi bạn Tuyết đi, không phải xin lỗi tớ. Đấy là toàn lỗi của bạn hết đấy. Tớ xin lỗi. Nhưng mà bạn chỉ vì muốn xin lỗi bạn Hùng, bạn mới xin lỗi tớ thôi. Chứ thật ra tớ biết rằng Hằng không hề quý tớ. Vì chúng ta học lớp với nhau, bạn còn ghét tớ nữa mà. Bạn còn không muốn tớ ngồi gần bạn nữa cơ. Thật ra lâu nay là tớ sai. Tớ sai mà tớ còn không biết lỗi của mình. Mày hôm nay á, bạn Hùng với bạn nói cho tớ thì tớ mới sáng ra. Chứ không cứ như thế này, chắc là cả lớp ai cũng ghét tớ, ai cũng không chơi với tớ. Thôi tớ biết lỗi rồi, Tuyết đừng giận tớ nữa nhá. Tớ không giận Hằng đâu, tại vì thật chất là nhà tớ nghèo thật mà. Với nhà bạn giàu, thế nên là bạn có tính cách như vậy thì cũng không sao. Nhưng mà tớ thấy hơi buồn, nếu mà bạn cứ mãi như thế thì sẽ chẳng có ai dám chơi với bạn cả. Tớ biết rồi. Tớ không nghĩ là mình lại xấu tính như thế luôn. Từ giờ á, tớ không coi thường người khác nữa đâu. Ai tớ cũng chơi đồng đều với nhau hết. Bạn nhớ nhá, để từ nay chúng ta là bạn nhá. Ok, đồng ý luôn. Một, hai, ba, yeah. Rồi, mình ăn kẹo đi nè. Hay là mình mang cái kẹo này sang nhà bạn Hằng ăn cùng cho vui đi. Đi nhá. Đi sang đấy, có gì đâu. Ok. Tớ cũng chưa có món quà nào tặng bạn. Về đấy đi, xong rồi á, tớ lấy quà tớ tặng sinh nhật bạn. Nãy bạn tặng lại tớ thôi mà. Bảy quà, có yên tâm đi. Cái đấy á, tí nữa tớ xin lại đây. Đi.